Tại Việt Nam, vụ chuyến bay giải cứu không nhớ vì hối lộ quá nhiều tiền và nhiều lần. Bộ Y tế dự kiến tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh. Lần đầu Sài Gòn tổ chức lễ hội sông nước. Cảnh báo nguy cơ liệt cơ mặt do thời tiết thất thường. Trên thế giới, ông Zelensky nổi giận với quyết định của NATO. Hóa đơn bồi thường thiệt hại do bạo loạn Pháp lên tới 715 triệu đô la Mỹ. Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân gần Cuba. Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Mỹ, Nhật, Hàn họp quân sự. Phim tài liệu phơi bày nạn diệt chủng trong y khoa ở Trung Quốc đạt được 2 giải thưởng Leo. Hải Âu xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình cập nhật các vấn đề trong nước và quốc tế tối ngày 12 tháng 7 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất tại Việt Nam. Mở đầu, mời quý vị cùng đến với tin tức xoay quanh chủ đề nóng xét xử vụ chuyến bay giải cứu. Ngay trong sáng nay ngày 12 tháng 7, thì phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu đã tiếp tục được diễn ra, khiến dư luận dậy sóng với những lời khai về tham nhũng. Theo đó, khi mà hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, nguyên phó giám đốc công ty Blue Sky, người vừa là bị cáo về tội đưa hối lộ, vừa là bị hại trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Bà Hằng cho biết, để được cấp phép 109 chuyến bay cách ly y tế, bị cáo này thừa nhận đã đưa hối lộ 63 lần với tổng số tiền là hơn 38,5 tỷ đồng cho 12 người và một số cá nhân khác có thẩm quyền. Tuy nhiên, về số tiền và số lần cụ thể đưa cho những người này thì bà Hằng tỏ ra lúng túng và liên tục khẳng định là không nhớ vì đưa quá nhiều tiền và quá nhiều lần và thời gian đã diễn ra là khá lâu. Đặc biệt, người này nêu đích danh ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và cán bộ ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh gây khó khăn và đòi hỏi phải đưa tiền cho các chuyến bay. Và cũng liên quan đến việc gây khó dễ trong cấp phép chuyến bay, bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch Dịch vụ Hàng không An Bình cho biết rằng, thời gian đầu có nộp hồ sơ xin cấp phép chuyến bay nhưng không được chấp thuận, bị gây khó khăn. Bà Mơ cũng thông tin thêm rằng, sau đó đã đưa tiền cho nhóm cán bộ ở Bộ Ngoại giao, Cục xuất nhập cảnh và Bộ Y tế để được chấp thuận cấp phép các chuyến bay. Ngoài ra, bị cáo Mơ cũng khai đã đưa cho ông Tô Anh Dũng, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 8 lần, tổng cộng là 8,5 tỷ đồng. Đưa cho bà Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, 11 lần là 13,2 tỷ đồng. Đưa cho ông Đỗ Hoàng Tùng, Cục phó Cục lãnh sự 7 lần là 2,6 tỷ đồng. Bà Mơ nói, thời điểm bị cáo đưa tiền cho ông Tô Anh Dũng, ông ấy bảo lần sau không được đưa tiền nữa, nhưng những lần sau đó tôi đưa thì ông Dũng vẫn nhận. Hiện thì vụ việc vẫn đang được tiếp tục xét xử, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị khi mà có kết luận cuối cùng. Chuyển qua những tin tức đáng chú ý khác. Bộ Y tế dự kiến tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh. Bộ Y tế dự kiến đến cuối năm 2024, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng 9%, trong đó thì chi phí do điều chỉnh lương cơ sở kết cấu vào giá chiếm 5%, còn lại là chi phí quản lý. Theo Bộ, lương cán bộ y tế là một trong những yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh, và nếu tính chi phí do điều chỉnh lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, thì giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng 5%. Nếu tính thêm chi phí quản lý, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng 4%. Như vậy, tính cả chi phí tiền lương theo mức cơ sở mới và chi phí quản lý thì giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng là 9%. Bộ Y tế cũng nêu rõ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm chính sách xã hội được Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% nên sẽ không bị ảnh hưởng khi mà tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh. Những người có thẻ Bảo hiểm Y tế phải đồng chi trả là 20% hoặc 5% thì khoản giá tăng thêm không nhiều, họ có khả năng chi trả vì thu nhập tăng theo lương cơ sở. Tổng cục Thống kê ước tính, nếu giá dịch vụ y tế tăng 10% sẽ làm tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI thêm 0,41%. Chuyển qua một tin tức khác, Sài Gòn mới đây đã công bố tổ chức lễ hội sông nước lần đầu tiên diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8. Lễ hội là chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật đặc sắc diễn ra trên bờ sông Sài Gòn, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, các chương trình khuyến mãi mua sắm, kích cầu giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật và đa dạng các hoạt động hưởng ứng khác.
Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật Lễ hội sông nước với chủ đề là Sài Gòn, dòng sông kể chuyện. Câu chuyện sẽ được kể bằng sự kết hợp các loại hình nghệ thuật từ dân gian đến đương đại, âm nhạc, vũ kịch, ánh sáng, điện ảnh, đậm sắc màu văn hóa nghệ thuật, giải trí kết hợp cùng với các công nghệ trình diễn hiện đại được diễn ra trên dòng sông. Không gian trên bến dưới thuyền tại quận 1, kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè và quận 8, khu vực dọc bờ kè tuyến đường Bến Bình Đông sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu nông sản, đặc sản, trái cây các vùng miền để người dân và du khách tham quan mua sắm, góp phần hỗ trợ nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động diễu hành trên sông, không gian văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, chương trình công bố sản phẩm du lịch đường thủy và tour kích cầu du lịch thành phố. Tin tức cuối trong phần tin tại Việt Nam. Cảnh báo nguy cơ liệt cơ mặt do thời tiết thất thường. Trong khoảng một tháng trở lại đây, thì Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 đã tiếp nhận hàng chục ca bệnh méo miệng, liệt mặt, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, trưởng đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, vào những ngày thời tiết thất thường thì nắng nóng sau đó chuyển mưa đột ngột là nguyên nhân chính cho nhiều bệnh thường gặp, trong đó có liệt mặt, còn gọi là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thạc sĩ bác sĩ Lê Ngô Minh Như, phòng khám ngũ quan cũng cho biết, các dấu hiệu cảnh báo liệt mặt như là bệnh nhân sẽ thấy dị cảm, tê vùng mặt bên bệnh, mặt bị yếu sệ hoặc hơi cứng một cách bất thường, uống nước rất khó khăn, thường bị chảy ra ngoài, khó cười, khó nói, đau nhức trong tai, đau nhức đầu, vị giác kém, nước mắt và nước miếng tiết ra nhiều hơn là bình thường. Để phòng ngừa liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, bác sĩ Như khuyến cáo duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, không thức quá khuya, không nên làm việc quá sức, không tắm quá khuya, thường xuyên vận động, tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Giữ ấm khi mà trời mưa lạnh, không để quạt hoặc hướng gió máy lạnh hướng thẳng vào vùng mặt, chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước, bổ sung các vi chất cần thiết để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Ông Zelensky nổi giận với quyết định của NATO. Vâng thưa quý vị, Hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 74 của NATO đang là một sự kiện được thế giới quan tâm. Vào hôm ngày 11 tháng 7, thì một tuyên bố chung được đưa ra cho biết Kiev sẽ chỉ được mời tham gia liên minh khi mà các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. NATO has supported Ukraine since... Cụ thể, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã giải thích thêm tại một cuộc họp báo vào hôm ngày 11 tháng 7 rằng liên minh trước tiên phải đảm bảo rằng Ukraine đạt được chiến thắng trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Ông cũng cảnh báo nếu Kiev không thành công, tư cách thành viên NATO của nước này sẽ không còn nữa. Đáp lại với tuyên bố này, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ đả kích các nhà lãnh đạo NATO đang tập trung tại Vilnius vào hôm ngày 11 tháng 7, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trên mạng xã hội, ông Zelensky bày tỏ, sẽ thật lố bịch nếu Ukraine không được cung cấp khung thời gian cụ thể cho một lời mời tham gia nhập với tư cách là thành viên NATO. Tổng thống Ukraine cho rằng các nhà lãnh đạo NATO không nghiêm túc trong việc mời Ukraine tham gia liên minh và phàn nàn rằng cách tiếp cận của họ cho thấy NATO muốn giữ tư cách thành viên này như một con bài thương lượng cho các cuộc đàm phán cuối cùng với Nga. Thái độ công kích từ nhà lãnh đạo Ukraine được cho là không được lòng các nhà ngoại giao phương Tây. Dự kiến thì ông Zelensky sẽ gặp các nhà lãnh đạo liên minh vào thứ hai của hội nghị, tức là ngày 12 tháng 7. Hóa đơn bồi thường thiệt hại do bạo loạn Pháp lên tới 715 triệu đô la Mỹ. Theo Brexit24, Chủ tịch Liên đoàn Bảo hiểm Pháp, bà Florence Lussman cho hay, các công ty bảo hiểm nước này đã tiếp nhận 11.300 hồ sơ yêu cầu bồi thường liên quan đến các vụ bạo loạn với tổng số tiền lên tới là 650 triệu euro, tương đương với 715 triệu đô la Mỹ. Trước đó, bà Lussman thông báo con số này là 280 triệu euro, song lưu ý còn nhiều yêu cầu bồi thường chưa hoàn tất hồ sơ. Và khoảng 33% yêu cầu bồi thường là từ chính quyền địa phương. Đầu tháng này, thì Bộ trưởng Tài chính Pháp ông Bruno Le Maire đã đề nghị các công ty bảo hiểm kéo dài thời gian nộp hồ sơ để tạo điều kiện cho các cá nhân và doanh nghiệp bị thiệt hại. Pháp đã trải qua làn sóng bạo loạn kéo dài suốt một tuần qua, bùng phát sau vụ cảnh sát bắn thiệt mạng một thiếu niên 17 tuổi gốc Bắc Phi vì không chấp hành hiệu lệnh dừng xe ở ngoại ô phía tây thủ đô Paris vào hôm ngày 27 tháng 6. Và đây là đợt bạo loạn đô thị dữ dội nhất ở Pháp trong gần 20 năm qua. Chuyển qua những thông tin đáng chú ý khác, Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân gần Cuba. Hãng Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba ngày 11 tháng 7 cho biết, Mỹ gần đây đã triển khai một tàu ngầm hạt nhân đến căn cứ hải quân ở vịnh Guantanamo.
Bộ Ngoại giao Cuba đã chỉ trích hành động này của Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, và nước này cũng tuyên bố rằng hiện diện của tàu ngầm hạt nhân tại đó ở thời điểm hiện tại làm dấy lên câu hỏi lý do quân sự đằng sau hành động triển khai tàu đến khu vực hòa bình này là gì. Giới chức Cuba cũng xác định tàu ngầm hạt nhân Mỹ đồn trú từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7, nhưng không nói rõ tàu có mang vũ khí hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thông tin về hoạt động của khí tài quân sự. Bộ Quốc phòng Mỹ cùng Tòa Bạch Ốc cũng không đưa ra bình luận gì. Cuba lâu nay vẫn kêu gọi Mỹ đóng cửa căn cứ hải quân cùng nhà tù Vịnh Guantanamo. Nhiều người cũng cho rằng nhà tù là nơi giam giữ và tra tấn tùy tiện những người bị tình nghi là khủng bố. Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Mỹ, Nhật, Hàn họp quân sự. Vào hôm nay ngày 12 tháng 7, thì Bình Nhưỡng đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo với thời gian bay dài nhất từ trước đến nay. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi mà Triều Tiên cảnh báo bắn rơi máy bay trinh sát của Mỹ nếu máy bay xâm phạm không phận nước này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Masuno cho biết tên lửa đã bay trong 74 phút ở độ cao là 6.000 km và tầm bắn là 1.000 km. Cảnh sát biển Nhật Bản thông báo tên lửa lao xuống khu vực cách bán đảo Triều Tiên khoảng 550 km. Ngay trước vụ phóng, lãnh đạo quân đội Mỹ đã có cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc tại Hawaii. Washington đã thúc giục hai nước đồng minh tại Đông Á hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại các mối đe dọa đang gia tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên gần đây đã liên tục leo thang, Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ, Nhật. Bình Nhưỡng sau đó đã đáp trả bằng các vụ thử tên lửa và vũ khí thế hệ mới. Tin tức cuối trong bản tin ngày hôm nay. Phim tài liệu phơi bày nạn diệt chủng trong y khoa ở Trung Quốc đạt được hai giải thưởng Leo. Hãng thông tấn The Epoch Times mới đây đưa tin rằng nội tạng nhà nước State Organs, một bộ phim tài liệu phơi bày hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành chiến thắng ở hai hạng mục của giải thưởng Leo năm 2023. Dưới bàn tay đạo diễn của nhà làm phim Raymond Zhang đến từ Vancouver, Canada, bộ phim đã đạt được cả hai giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất và nhạc phim xuất sắc nhất ở hạng mục phim tài liệu dài. Vào ngày 9 tháng 7, thì lễ trao giải được tổ chức tại khách sạn Hyatt ở Vancouver để vinh danh những người chiến thắng và đánh dấu lần thứ 25 năm diễn ra giải thưởng này. Bộ phim Nội tạng nhà nước mô tả những trải nghiệm đau thương của hai gia đình người Hoa, trong đó thì mỗi gia đình đều chứng kiến sự ra đi của một người thân. Hai người này vốn là những học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công đã biệt vô âm tín ngay sau khi mà chính quyền Trung Quốc phát động một cuộc đàn áp tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bộ phim tài liệu dài 75 phút được sản xuất sau 6 năm nghiên cứu sâu rộng và phỏng vấn các bên liên quan, trong đó thì trích dẫn những lời làm chứng của thân nhân và bạn bè của hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự tàn bạo của chính quyền. Trước đó, Nội tạng nhà nước đã nhận được các đề cử ở một số hạng mục khác cho giải thưởng Leo năm 2023, gồm phim tài liệu dài hay nhất, biên kịch hay nhất, biên tập hình ảnh hay nhất và âm thanh hay nhất. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh quý vị nhé. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!